Chào các bạn ơi, hôm nay mình làm video để chơi thử cái game tên là Rakan Upper Riverland, chiến binh của vùng đất dũng cảm. Tại game này ngày phát hành thì mình chưa có thấy ha. Đây là chỉ có bản demo để chơi thử cái game các bạn. Cái game này thấy cũng thú vị nha, lại như là nhiều layer trên một cái hệ máy có thể chơi được cùng với nhau ha. Dạng là game nhiều người chơi các bạn. Thì bây giờ mình đã tải thử bản demo để mình chơi thử coi cái game này như thế nào các bạn. Đồ họa cũng khá là đẹp và dễ thương ha. Ở đây chọn được 2-4 layer nè, cho online được luôn nè. Nhưng mà cái bản demo chắc chỉ chơi được kiểu như giới hạn như vậy. Giới hạn local, còn online hơn thì mình không biết ha. Đó, ở đây cho 4 nhân vật nè. Nhưng mà nãy mình phải chọn là chơi đơn mới đúng rồi. Chơi đơn còn 2-4 thì chắc là nhân vật chỉ có một người ha. Thấy cũng không khác nhau mấy, mà có thể là mình chơi nếu mà chọn một người thì nó sẽ đỡ đông hơn. Chưa gì chọn gì hết mà chưa coi được cái gì luôn, mới bấm vô một cái là chưa. Vì là cái game này không có có tùy chọn được nhân vật đó ta. Ê, cứ bấm vô thôi nó bắt chọn các bạn, chưa kịp chỉnh gì luôn á. Sao cái hàng đầu nó không có new game à? Cứ chơi 24 layer vô nè. Mình thấy đây có sức mạnh cơ bắp nè, cái hình ngôi sao thì chưa biết là gì hả. Đây cuốn sách với con mắt nè, ở đây là sửa chữa cơ bắp rồi, còn ở đây là như sát thủ đi nhanh hay sao. Mình bích đại đi để coi còn sao. Đây có những cái bản chia nã nữa ha. Đó là những cái màn chơi các bạn. Rồi nếu thấy là cũng dài nha. Mình sẽ đi thử cái màn đầu tiên ha. Nhưng mà để đi qua bên đây coi nó như thế nào thôi. Chắc này nơi DLC cái gì đó. Rồi chỗ mà rèn kiếm đồ cũng nó vết available, chưa có hỗ trợ ha. Đồ họa thấy khá đẹp thì dễ thương nha các bạn. Phần thưởng ha. Tuyển dụng như cái này là cái độ khó hay sao á, mình sẽ thử đại luôn ha. Cần ăn trước khi dọn đủ đồ ăn thì đi thử nè. Như đi một cái tốn một phút được vậy. Đánh chiến đấu khá vui, khá dễ thương nha bạn. Bấm chuột trái là để lát ăn. Sao anh biết xe cần vít vong là cái gì trời. Có hướng dẫn thì sao biết xe cần vít vong là cái gì. Ép thôi các bạn, mình tự mò luôn nha, tốn năng lượng nha các bạn. Đi ngang là tự lụm nha, không có cần bấm. Ở lít chuột là lụm tôn luôn nha. Đây là cây giáo ha, sát thương cộng 60 ha, tốc độ từ 82 rít cộng 1% nè. Là xong màn rồi nha bạn. Mình sẽ đi tiếp ha. Cái bức tranh hành trình này nhìn khá là hay nha.
Tóm lại là hỏi yêu cầu về ông máu hả? Đồ ăn hả? Mình thấy mình đầy hết, đâu có gì đâu ta. Vậy là gì đâu? Vậy là đồng tiền các bạn. Cho 19 coi nha. Này có những cái lựa chọn để tùy chọn, giống như là chạy qua nè, xe cầu nè, thử quay. Trời, cái này là quay số trúng thưởng hên xui các bạn, thành công nè, thất bại là không qua được quá. Còn cái cửa mỗi 4 bước vậy sao bạn không tốn phút hả? Đều yêu quái nè. Xử con gà hả ta? Ôi trời, gà quýnh mình luôn nha bạn. Đồ hả? Thấy vui gì dễ thương nha bạn. Mình bấm chỗ phải để dash nè. Xem nhẹ nhàng và rất vui vẻ ha. Ý dồi. Ý. Mấy con này chỉ có một kill là nhảy xuống thôi. Mình cứ lách là ok ha. Còn không cứ chọi ép là ok. Năng lượng sẽ phục hồi được. Đây là lựu đạn băng các bạn, cộng 100% sát thương nữa. Thể lực cộng 50 nè, huyết cộng 100 nè, trang bị luôn đó. Thì nó sẽ tính bên ép nha các bạn. Đó, mình chọn nè, ngon hơn ném đá nha. Nhưng mà sẽ hao hơn nhiều nha. Nhà bán đồ ăn nữa. Không đủ đồ ăn bây giờ ăn cắp nữa. Như cái lát này có khả năng như là thủ thuật hả ta? Mình sẽ không danh hùng là không đi ăn trộm nha bạn. Ủa, bỏ qua nó cũng bắt mình chọn thẻ các bạn. Rồi thất bại rồi. Trừ 6 coi. Tại sao không bán cho mình lụm ta? Để chọn đi lên chiến đấu à. Có những kẻ cầm xà beng sẽ là kẻ xấu hả? Đây mình sẽ chọi lựu đạn thử. Không bằng nha bạn. Không bằng trong vòng ít giây nha. Úi dồi, cái người này có chiêu ủi nha bạn. Úi dạ. Nón các bạn, trang bị nè. Đây là đồ trang bị nè các bạn. Đó. Bình Elixir là cái gì ta? Trong đây mình lụm mà không thấy nha. Không biết Elixir là cho cái gì luôn. Giờ có đi thẳng rồi, không có cho đi lùi vậy. Phải có mua đồ không? Này bán đồ này các bạn. Giá bán 45 vàng. Có bán phút nè. 1 phút giá 15 vàng trời. Mình mua thử ha. Cam là 50. Bình máu hả? Trời, máu mà đến 60 luôn các bạn. Máu cộng 160 nè. Tốc độ di chuyển trừ 10% nè. Cộng sát thương cho kiếm và cái này nó kia ha. Đây là fit nè.
đấm mấy bạn. Bumerang nè, sát thương cao hơn, giá cao hơn luôn. Hồi máu mắc quá nha, mình nét luôn. Không biết cái cắm trại là gì mình chưa có ứng dụng nha. Và đi một lần là trừ 1 phút nha các bạn. Mấy người này xin phút nè. Mình thử chơi cái tương tác nhân vật nè. Rồi cái người này cho không? Ôi được được. Dù qua luôn. Mình tới đấu chùm nha bạn. Đấu chùm luôn. Đây là chùm đen. Chùm bụng bự. Đây là Barry the Hatchet nha. Ui. Lũ đạn. Trời. Bay để đót nha mày. Úi giời. Dạ. Úi giời. Mình nè. Ôi cái người này không đóng băng nha bạn. Úi giời. Hãy ẩu nha. Đây nè, mình bắt được cái xấu nè. 67 nè. Kẻ thù mới được mở ra nè. Tên lá thuốc nè. Bạn sẽ mất tất cả trang bị và vàng khi kết thúc cuộc hành trình nha. Nhưng sẽ nhận được cái nguyên liệu để gáp vũ khí nha. Nguyên liệu và cần thiết để xây dựng cái hội nhóm của mình. Rồi cái gì sẽ giúp xây dựng mấy cái kẻ bandit nha. Rồi lại upgrade trang bị nữa bạn. Đây là cái lát này có thể nâng cấp nè. Giá nâng cấp nè, 55 nè. Mình sẽ thử nâng cái này ha. Hồi nâng lên tốn nhiều nha. Đây nâng đến 10 điểm chẳng hạn, tặng 4% đam nè. Này số lượng đánh mới set là giống như là đi đến cái người thợ rèn này, nó tăng thêm số lượng nữa, mình lựa chọn mình mua các bạn. Chứa một trang bị cao cấp hơn. Mở upgrade level 2 nè. Để từ từ làm sao ha. Không biết mình trang bị gì nữa. Bây giờ cái này cũng chưa mở nha các bạn. Đây là cốt nè. Là cái này hình như được 40 nè. Cái này là thắng 1 là 30 nè. Mình cũng chưa thử hết nè. Cái này là nếu mà chơi ít hơn. Cái này là chắc lẽ độ khó cao hơn nè. Mình lụm được đến 50 nguyên liệu nha các bạn. Sói nha bạn. Vậy là phải chiến đấu rồi nha. Thôi item của mình mất luôn rồi. Sói nè. Bây giờ mình cầm cái que kỳ vậy. Không dừng như biết chạy tấu hài nha các bạn. Ui dạ, nó cắn rồi.
máu rồi coi. Food nè, đồ ăn nữa bạn. Túi vàng ha. Ôi, vàng không lụm là mất hay bạn. Đăng ký cộng 10 đam nè. Cái này phải equip rồi. Ủa, vũ khí mình là coi như mất hết các bạn. Vậy là quay lại đồ thô sơ hết luôn nha. Cái này có tương tác kỳ lạ nè. Mình sẽ đi coi thử không. Kẻ cướp đang ở trong, đang đến từ khu gần đang nói chuyện các bạn. Trời, nó đòi tiền nha các bạn. Nó đòi tiền, không đưa tiền nó sẽ xử mình nha. Giờ mình sẽ chơi xử nó luôn. Ủa trâu vậy. Này là đi cướp người ta bị mình cướp lại nè. Ui, cái này ngắn quá nha bạn. Trời đá. Ném mày nè, hết chạy nè. Cái kẻ áo xanh này có khả năng chạy lại tấn công nha bạn. Khá nguy hiểm mà. Đây mình lượm được cái cam nè. Áo giáp là cộng 110 máu nè, 500 đôi di chuyển nè. Tăng sát thương như vũ khí kiếm nè. Đó. Ủa, mình là qua đây cày hay vô đây luôn ta? Ở đây thì trừ một cục nữa các bạn. Thầy kẻ xấu bắt đầu tấn công nữa đây. Mình đôi khi phải đi mấy chỗ này mình farm để kiếm đồ các bạn. Này game nhập vai mà. Nhưng mà kiếm đồ là qua mạng nó lại mất nha. Với là có đồ mạnh để vô chắc đấu chùm. Bắt đầu mình thấy ở đây nó dai hơn rồi, chém phải nhiều hơn nó mới chia nhau nè các bạn. Đây là mình cái kia ném nãy quên coi. Bấm cộng 2, cái này là 7 nha các bạn. 7 chắc thả à. Tốc độ chà 20. Gì? Đam 260 hả? Rít cộng 4%, mình chắc là 7 ha. 7 chắc thả với Đức nè. Đó. Khá hay nha. Một 7 viên là ngon các bạn. Đi thôi, qua dòng mới. Này là được lời cầu nguyện nè. Sẽ bị kẹt bởi ánh sấm sét nè trong năm trận đấu rồi. Người dính bẫy các bạn. Trời. Hãy vượt qua chỗ 7 nha. Cái phần này vượt trước ngay giờ cũng vui vui nha các bạn. Vậy là xong rồi. Em má trong đi tiếp nha. Này lễ hội bí ngô gì nè. Ở đây sợ bí ngô hả? Lấy kiếm đồ trong bí ngô. Nên lên thử kiếm. Vậy là sao? Thì mấy người này coi mình để xử bí ngô à? Không kịp thời gian các bạn. Là phải xử bí ngô trong thời gian nhất định. Đây là cái chỗ sẽ để nghỉ ngơi các bạn. Đây mình setup thử cái cắm trại nè. Ở đây thì ngủ và phục hồi 100% máu nè. Dùng 2 phút và phục hồi 100% máu nè. Ngủ và phục hồi 100% máu nè. Thì không ngủ rồi.
Mà ngủ luôn chứ không ngủ không cho đi. Rồi tiếp. Đây là hai cái tùy chọn này không cho nè, chỉ có phù hợp với cái lát đó. Cái lát tương ứng nha các bạn nè. Khám phá ngôi mộ của vua. Trời ơi, thất bại lúc này thấp lắm nha. Rồi phe giờ thất bại nha các bạn. Rồi bây giờ gặp những cái bộ xương nha, đánh thức tụi nó rồi. Ôi dạ. Bảy rất là hay nha các bạn. Ui dạ. Ô đè đè chuột trái là đánh nâng lên các bạn. Sao có sấm sét cứu trợ ta? À, nãy là được cầu nguyện các bạn, sấm sét cứu trợ các bạn. Bây giờ, đây mày. Bây giờ, không đập bảy ta, đập bảy thôi nha. Đừng găng tay hủy diệt nè. Rồi 80 sát thương trừ. Thôi trừ nhiều vậy. Thôi gì mình không lấy nha. Găng tay đó thì găng tay vũ khí. Đây cửa hàng bán đồ các bạn. Khoảng 10 giờ không nên nên coi rồi. Rêu nè. Rồi đánh trừ 18 rồi cộng 1 đam cộng 20 80 vàng. Ừ. Mình cái này là nón thợ săn nè, cộng sát thương cho 7 nè. Phút là 15 nè. Phút là để đi màn nhưng không đủ là không được đi xong cái màn đó nha bạn. Tốn quá nhiều thời gian rồi. Rồi không đủ vàng. Hơi thảm. Giờ là tịt máu rồi. Tịt ngòi máu rồi. Rồi vô lấy chùm luôn. Đây, thợ săn biết bắn luôn. Chào bạn thợ săn. Phút là nón đen nha bạn. Ôi trời, nón ghê. Nạp đạn nè, nạp đạn, nạp đạn. Nạp, trời. Nạp, nạp. Này nó bắn 4 phát luôn các bạn. Ui giời. Mình lướt rồi được đánh rít các bạn. Lướt hoàn hảo các bạn. Đó, lướt ok là đánh đít nè. Nhớ đặt 7 nha. Ui. Đó, đặt 7 ở đây nó sẽ đạp vô 7 của mình nha. Bây giờ. Xong. Kẻ thù đã bị tiêu diệt. Rồi, chúc mừng bạn đã chơi xong bản demo, bạn đánh giá game của chúng tôi nhé. Như thế nào nè. Sẽ để lựa chọn của bạn và hết cho game của bạn vô wishlist nè. Tóm lại là game tới đây là hết rồi nha các bạn. Bạn có thể đưa vô danh sách ước trên Steam hoặc là đăng ký để được chơi bản test như vậy. Mình đã quay lại coi còn bản test này sao. À, đăng ký nè, xin bản test nè. Còn cái này là demo coi như tới đây là hết rồi nha các bạn. Thì giờ tới đây ha, để mình viết thử coi bản test này họ cho mình chơi làm sao hả các bạn. Mà chắc nếu mà game này cũng vui vui thì mình nên đầu tư ví dụ như game ra mua luôn ha. Bản test chắc cũng chơi một đoạn giống như demo hoặc là hơn chút xíu thôi. Rồi có thể là bị lỗi này nọ nên mình nghĩ là nên tốt nhất là chờ bản chính thức đầy đủ ra rồi mình sẽ chơi cái game này sẽ hợp lý hơn ha. Ngoài ra có thể gắn thêm tay cầm hay là chỉnh bàn phím này để có thể chơi thêm nha. Có thể là trong tương lai họ sẽ cho mình cái lựa chọn đó ha.
là chơi hot local là nhiều máy nó qua bạn LAN nó mà chơi luôn á các bạn, cũng rất là hay nha, để chơi cùng gia đình. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video, chúc các bạn một ngày tốt lành, chào các bạn ha.